Chương 70 Gãy kiếm Bất luận là thân hình hay gương mặt du phục thời đều quá mê hoặc nhân tâm, khó trách tay ngọc lại che mũi chạy chối chết, bất quá đại sư tỷ đã sớm nhìn quen. Ngủ mấy ngày rồi, cũng nên dậy thôi, Diệp Tố bình tĩnh nói với du phục thời trong phòng. Du phục thời miễn cưỡng nghe lời phàm nhân này nói, chậm rãi đứng lên, giờ tay nhấc chân đều mang theo vẻ lười biếng tàn mạn. Tầm mắt của dịch huyền xẹt qua du phục thời, cuối cùng dừng trên mặt Diệp Tố, đại sư tỷ thế mà lại không có chút nào không vui. Tự hồ đối với việc đối phương không đáp lời là một việc rất thường tình. Lúc còn ở thiên cơ môn, dịch huyền chưa bao giờ dậy muộn một ngày nào, hắn hiếu thắng, cũng không muốn nhận thua, thậm chí thời gian tu luyện của hắn nhiều lúc còn dài hơn cả Diệp Tố. Dịch huyền chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nhiều ra thêm một tên tiểu sư đệ, Đối phương không chỉ không tu luyện mà còn đúng lý hợp tình ngủ nướng, thế nhưng đại sư tỷ lại cũng mặc kệ không quản. Nếu đã là đệ tử Thiên Cơ môn thì buổi sáng nên đúng giờ dậy tu luyện. Dịch Huyền nhìn về phía Diệp Tố, có nề nếp nói: "Đại sư tỷ, trước kia chính tỷ đã nói như vậy." "Diệp Tố, đệ ấy, phương pháp tu luyện của đệ ấy không giống người thường. Nàng có thể yêu cầu gì với một yêu thú đây?" Lúc này du phục thời đã bước tới, quần áo của hắn khoác lòng lẻo trên người, cũng không thèm nhìn tới dịch huyền, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy đối tượng hai người vừa thảo luận chính là mình. Hắn đi đến trước mặt Diệp Tố, vươn ra bàn tay thon dài trắng nõn, thậm chí cũng không cần mở miệng. Đại sư tỷ liền lấy ra một nắm linh thạch đưa cho tiểu sư đệ, thuận tay giúp hắn kéo lại cổ áo sộc sạch cho cho ngay ngắn. Thật tình nhìn không nổi nữa. Dịch huyền trầm mặc nhìn nhất cử nhất động của hai người, khó mà xem nhẹ được cảm xúc bực bội trong lòng, bầu không khí giữa hai người bọn họ dường như không ai có thể xen vào được. Thì ra có người không cần tu luyện vẫn có thể dễ dàng nhận được tất cả sự chú ý của Đại sư Tỷ. Phần này cho đệ, Diệp Tố phân ra 5.000 thượng phẩm linh thạch đưa cho Dịch Huyền, đệ cất đi từ từ dùng. Dịch Huyền hoàn hồn, sừng sốt nhìn túi linh thạch trước mặt, một lát sau hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài viện, để không cần. Linh khí nơi này tuy dư thừa nhưng cũng có lúc cần tiêu pha này kia, vừa lúc không lâu trước đó ta mới kiếm lời được một chút linh thạch. Diệp Tố nói, trước khi đến ta cũng đã hỏi thăm mấy người từ trình học, ở ngô kiếm phái có thể nhận làm nhiệm vụ để kiếm linh thạch, nhưng thời gian sắp tới này đệ vẫn là nên tập trung tu luyện cho thật tốt, chuẩn bị giành lấy thông hành đơn. Năm thượng phẩm linh thạch cũng không tính là ít, Mỗi lần nàng cho du phục thời cũng chỉ cho 10 khối, nhiều nhất cũng chỉ là 100 khối mà thôi. Nhưng Diệp Tố suy xét đến việc Dịch Huyền hiện giờ đang là đệ tử dưới trướng Tân Thẩm Chi, chi tiêu so với bọn họ hẳn là sẽ lớn hơn nên nàng mới cho nhiều thêm một chút. Mấy ngày trước ta quên mất việc này nên kéo dài đến hôm nay mới đưa cho đệ. Diệp Tố ném túi linh thạch vào ngực Dịch Huyền, cầm lấy Lời cự tuyệt của dịch huyền đã đến bên miệng nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến trong tay du phục thời thì ngược lại nhận lấy túi linh thạch, thậm chí hắn còn cố ý nhìn số linh thạch trong tay du phục thời vài lần. Tiểu sư đệ chỉ được mấy khối mà thôi. Đồ đệ, tân thẩm chi không biết đột nhiên từ đâu nhảy ra tới, bất mãn nói, linh thạch của nhị sư phụ đưa con không nhận, linh thạch của sư tỷ thì lại nhận, sao lại phân biệt đối xử như thế? Đúng như Diệp Tố suy nghĩ, là thân truyền đệ tử của một phong, dịch huyền nhất định có chỗ cần dùng đến linh thạch. Tân thẩm chi năm lần bảy lượt nhét cho linh thạch nhưng hắn nhất quyết không chịu lấy mà tự bản thân đến chấp sự đường nhận nhiệm vụ để đổi linh thạch. Tân thẩm chi lấy ra mấy túi linh thạch từ trong túi cản khôn của mình, đưa hết cho dịch huyền. Hôm nay con nhất định phải nhận linh thạch của ta. Dịch huyền. Tân thẩm chi cảm thấy không cam lòng, gọi ta là nhị sư phụ còn chưa tính, sư phụ cho đồ đệ chút đồ vật cũng không được sao. Hiện giờ trên dưới ngô kiếm phái đều cho rằng ta ngược đãi đệ tử. Nhị sư phụ, dịch huyền nhìn tân thẩm tử rất là đau đầu. Phong cách hành sự của tân thẩm chi luôn trương dương, lúc nào cũng dẫn theo hắn đi khắp nơi trong ngô kiếm phái hô mưa gọi gió. Đối với dịch huyền mà nói hắn thật sự có chướng ngại tâm lý với việc này. Diệp tố nhìn dịch huyền, trong mắt hiện lên hứng thú, thời gian tân thẩm chi nhận dịch huyền làm đồ đệ còn chưa tới một năm, thế mà cảm xúc của hắn đã bắt đầu chậm rãi bộc lộ ra ngoài, đây thật sự là một chuyển biến tốt. Dịch huyền quá cố chấp, lại còn thích giấu hết mọi tâm sự, cảm xúc trong lòng, quá dễ để tâm vào chuyện vụn vặt. Hiện giờ hy vọng tân thẩm chi có thể ảnh hưởng để hắn mở lòng ra thêm nữa. Ta mặc kệ, đồ đệ của lão tử không thể không có thứ tốt, còn phải thu hết chỗ này cho ta. Tân thẩm chi vỗ vỗ bả vai của dịch huyền nói, mấy đứa từ trình ngọc cũng đã trở lại, sắp tới con sẽ luyện tập đối chiêu với bọn chúng, ta đã sắp xếp hết rồi. Bốn người thiên cơ môn từ nhỏ lớn lên ở thiên cơ môn linh khí khô cằn nên cảnh giới vẫn luôn bị áp chế, hiện giờ tiến vào ngô kiếm phái linh mạch sung túc, giống như mầm cây được tưới nước đầy đủ, phá đất chui lên, trưởng thành cực nhanh. Bất quá tuy rằng cảnh giới có tăng lên nhưng vẫn còn thiếu không ít kinh nghiệm. Khoảng thời gian trước tuy Dịch Huyền đã đọ chiêu một lượt với đệ tử của các phong khác nhưng mấy người lợi hại nhất là nhóm từ Trình Ngọc thì vẫn còn chưa trở về. Hôm nay có thể luyện luôn. Dịch Huyền nhìn thoáng qua du phục thời, Đại sư Tỷ có thể đến xem. Để Đại sư Tỷ nhìn thấy trong thời gian qua hắn đã tiến bộ được đến mức nào, sau đó nhìn lại tiểu sư đệ mới tới này vô dụng ra sao. Diệp Tố tất nhiên là đồng ý, còn vị tiểu sư đệ nào đó bị nhằm vào thì chẳng cảm giác được chút ẩn ý nào trong đó cả, thậm chí lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Buổi chiều, trong sân luyện kiếm của ngô kiếm phái, mọi người vây quanh một cái võ đài đông nghịt, trên đó là hai người từ Trình Ngọc cùng Dịch Huyền đang đứng. Đại sư Huynh đánh hắn. Đại sư Huynh tất thắng. Tiếng hô vang dội ùn ùn không dứt. Ở đây đã một thời gian, Diệp Tố luôn cảm thấy bầu không khí ở đây khá tốt, theo lý sẽ không bài ngoại như vậy. Diệp Tố nghe thấy các khẩu hiệu nhất trí chống lại dịch huyền không khỏi nhíu mày. Đại sư Tỷ, trong thời gian Tỷ không ở đây ngũ sự đệ đã đánh qua một lượt đệ tử các phong của ngô kiếm phái. Hạ Nhĩ nói nhỏ, mỗi lần đánh thắng là sư phụ tân thẩm chi của hắn lại tại chỗ khen ngợi, phân tích một hồi, trong lòng mọi người đều đang nghẹn muốn bốc hòa đấy. Dịch huyền là đồ đệ đầu tiên mà tân thẩm chi thu nhận nên không lần tỉ thí nào của dịch huyền mà ông vắng mặt. Sau khi đánh xong ông đều sẽ phân tích hướng dẫn một phen. Những đệ tử đó của ngô kiếm phái không những bị một người chưa chính thức luyện kiếm bao lâu đánh bại mà còn bị sư phụ của hắn bình phán nên trong lòng khó tránh khỏi buồn bực. Giữa mày diệp tố khẽ giãn ra, dương mắt nhìn hai người trên đài. Từ trình ngọc mặc một thân đạo bào xanh lam có hình bóng kiếm, tay nắm chuôi kiếm, Khí vũ hiên ngang, thiên tư lanh lảnh. Dịch Huyền mặc một đạo bào màu đen, trước sau đơn giản theo ba chữ to Thiên Cơ Môn, thân hình thoạt nhìn có chút đơn bạc nhưng lại có khí thế sắc bén tựa như kiếm sắp ra khỏi vỏ, đứng ở giữa sân đỉnh Thiên Lập Địa. Dịch sư đệ, mời." Từ Trình Ngọc chắp tay nói. Vừa dứt lời hai người liền rút kiếm, hai đạo kiếm ý hiện ra giữa sân. Kiếm ý tùy tâm, có thể công cũng có thể thủ. Ban đầu Dịch Huyền không có cách nào hình thành được kiếm ý của mình, tâm tư của hắn quá hỗn loạn, lại chỉ chăm chăm câu nệ trong thế giới của bản thân, mặc dù có Tân Thẩm Chi chỉ đạo nhưng kiếm ý sau khi thành hình cũng không hoàn toàn tương thông với tâm ý của hắn. Dưới cái nhìn của Tân Thẩm Chi, kiếm ý của Dịch Huyền không đủ rộng lớn tiêu sái, thậm chí còn có chút thiên hướng hung ác nham hiểm, chỉ là ông quá thích sự không cam lòng cùng khát vọng mà đồ đệ này đã lộ ra trong khoảnh khắc sinh tử cho nên ông rất nhẫn nại huy kiếm chỉ dẫn hết lần này đến lần khác, còn bồi hắn đi tỉ thí với đệ tử của các phong khác. Cũng không biết từ khi nào, kiếm ý của dịch huyền đã dần dần thay đổi. Lạnh, đó chính là ấn tượng ban đầu của mọi người đối với kiếm ý của dịch huyền, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đó còn mang theo một tia tinh thần phấn chấn như có như không. Sự mềm mại chính là ẩn giấu trong đó. Tân thẩm chi khoanh hai tay trước ngực, ở trong lòng thầm gật đầu, đây mới là kiếm ý mà thiếu niên nên có. Lại nhìn bộ dáng từ trình ngọc chắn đi kiếm ý, thế mà lại có biến hóa rất lớn so với trước kia. Khi kiên định sắc bén tự hồ có thể phá vạn vật, nhưng khi ngăn cản kiếm chiêu của dịch huyền thì lại trở nên hồn hậu như có thể bao dung hết thảy. Tân thẩm chi buông tay xuống, nhìn thoáng qua phía Diệp Tố như đang suy tư gì đó, Đi cùng với bọn họ ra ngoài một chuyến vậy mà từ Trình Ngọc thu hoạch được không ít. Kiếm ý lại có sự tiến bộ lớn đến thế, Ôn Hòa lại kiên định, phần đạo tâm này quả thật rất khó có được. Hai người trong sân đã giao phong lần thứ hai, kiếm cùng kiếm khi chạm vào nhau xẹt ra tia lửa, kiếm chiêu không có khác nhau nhiều lắm, chẳng qua một người thuần thục, còn người còn lại thì lớn mật lỗ mãng. Tân thẩm chi nhìn một hồi nhận định dù từ Trình Ngọc có còn ở kim đan hậu kỳ thì dựa theo kiếm ý này nhất định vẫn sẽ có thể thắng. Huống chi hiện tại hắn đã là nguyên anh sơ kỳ. Chu Vân, sau ba vòng thì tới lượt con đi lên đánh với đồ đệ lão tử một hồi. Vâng, Chu Vân đứng bên cạnh nghe vậy thì lên tiếng đáp ứng. Sau đó tới lượt mã tòng thu đi lên. Tân thẩm tử bổ sung. Xa luân chiến không tốt lắm đâu, Mã Tòng Thu do dự. Tân thẩm tử liếc hắn, không muốn lên. Con lên, con nhất định sẽ lên. Mã Tòng Thu lập tức giơ tay biểu lộ đồng ý, sợ chậm một chút sẽ bị tân trưởng lão ghi thù. Trên đài, kiếm của từ trình ngọc phảng phất như là một dòng nước uốn lượn linh hoạt. Kiếm ý lãnh sát của dịch huyền đụng phải nó không phải bị ngăn lại mà dường như là nước tự động tan ra, rồi lại hợp lại thành tia kiếm ý khác. Dịch Huyền chưa bao giờ từ bỏ, một lần rồi lại một lần vung kiếm, sau đó bị Từ Trình Ngọc tìm được sơ hở, một kiếm chí mạng. Keng. Dịch Huyền chỉ cảm thấy cánh tay cầm kiếm tê dần, không cách nào nhúc nhích được, ngay sau đó mũi kiếm của Từ Trình Ngọc liền chỉ ở ngay cổ họng hắn. Trên sân một mảnh yên tĩnh. Một lát sau, Từ Trình Ngọc buông kiếm, chắp tay cười nói, "Dịch sư đệ, kiếm chiêu còn phải luyện tập thuần thục hơn." dịch huyền rũ mắt nhìn xuống đất hắn chán ghét thua cuộc chán ghét thất bại đặc biệt ở dưới đài còn có các sư huynh sư tỷ thiên cơ môn hắn thậm chí chỉ tiếp được một chiêu của từ trình ngọc dịch huyền thoáng nhìn về phía diệp tố đang đứng bên dưới ba người minh sư huynh đứng ở sau tỷ ấy đều giơ lên ngón cái với hắn này có cái gì đáng khen ngợi đâu hắn thua rồi Tuy là nghĩ như vậy nhưng áp lực trồng chất trong lòng dịch huyền không hiểu sao lại biến mất. Đổi người, tân thẩm chi ý bảo Chu Vân đi lên. Chờ từ trình ngọc xuống đài, tân thẩm chi nhìn hắn, đi ra ngoài một chuyến, tiến bộ không ít. Tân trưởng lão quá khen. Từ trình ngọc cười cười, dịch sư đệ tiến bộ cũng rất nhanh. Đồ đệ của lão tử tất nhiên là tiến bộ nhanh. Tân thẩm chi đắc ý nói, tin không? không qua bao lâu nữa nó sẽ đuổi kịp con. Con tin, từ trình ngọc bước qua đứng gần Diệp Tố, xoay người nhìn lên trên đài. Tân thẩm chi nhìn về phía Diệp Tố, nghe nói các ngươi đã gặp đồ thế trong hoang thành bí cảnh. Tiền bối quen biết đồ thế tiền bối ư? Diệp Tố quay đầu sang hỏi. Trước kia có gặp qua vài lần. Ánh mắt tân thẩm chi buồn bã, thà không biết được tin tức của hắn, không ngờ dãy dụa hơn 200 năm, kết cục vẫn là lưu lại hoang thành bí cảnh. Ta nghe nói Chu Tông Chủ đã truyền tin cho vạn Phật Tông. Diệp Tố dò hỏi, bên đó có phản ứng thế nào? Tuy từ Trình Ngọc có bẩm báo lại cho Tông Môn về chuyện đồ thế nhưng không có nhắc đến quyền bút ký. Lúc ấy đồ tiền bối cũng không nói phải giao bút ký cho vạn Phật Tông. Hắn cảm thấy để Diệp Tố xem xét rồi quyết định vẫn tốt hơn. Còn có thể có phản ứng gì? Tân Thẩm Chi cười lạnh một tiếng, đồ thế cũng không tồn tại mà quay về nữa, bọn họ đang chuẩn bị tuyển tân Phật tử rồi. Ngón tay của Diệp Tố vô thức chạm chạm vào túi càn khôn của bản thân, bên trong còn giữ bút ký pháp trận của Đồ Tiền Bối. Đồ thế tiền bối còn có thân nhân nào khác không? Diệp Tố hỏi. Ánh mắt Tân Thẩm Chi quay lại nhìn hai người trên đài, thuận miệng đáp, không có, đồ thế xuất thân là lưu dân vì tìm miếng ăn nên mới ngoài ý muốn tìm tới vạn Phật Tông. Vạn Phật Tông Diệp Tố trong tay đang có hai món đồ vật của bọn họ, một là pháp trượng ở trước thần vẫn kỳ, hai là bút ký pháp trận mà đồ thế tiền bối lưu lại. Nàng phải nghĩ xem nên xử lý hai món đồ này như thế nào. Lúc này, đột nhiên một chuỗi tiếng kinh hô vang lên, thì ra là Chu Vân đã chém gãy kiếm dịch huyền. Chương 71 kiếm chủng đầu tiên là đối chiêu với nguyên anh kỳ từ trình ngọc ngay sau đó là chu vân lên đài kiếm chiêu của nàng sắc bén mang theo liệt khí dịch huyền cũng không chút nào thu liễm chiêu chiêu lãnh sát cảnh giới của hai người tương đương nhau nhưng chẳng qua vẫn là vấn đề cũ vô luận là kiếm chiêu hay là kiếm ý thì dịch huyền đều không thành thục được bằng chu vân nhưng mỗi chiêu hắn đều dốc toàn lực ứng phó không chút nương tay bị dịch huyền ép cho nóng nảy Chu Vân xuất chiêu không khống chế tốt lực đạo, một kiếm toàn lực chém xuống liền chặt đứt kiếm của hắn. Gãy kiếm đối với kiếm tu mà nói không phải là việc nhỏ, Chu Vân lập tức dừng tay xin lỗi, "Ta không khống chế tốt, xin lỗi." Dịch Huyền Quỳ một gối xuống nhặt lên lưỡi kiếm gãy, "Đây là kiếm mà trưởng môn sư phụ đã tặng cho hắn, hắn còn nhớ rõ khi đó trưởng môn sư phụ đã rất cao hứng nói Tiểu dịch huyền rốt cuộc cũng đã tìm ra được con đường mà mình muốn đi rồi, không luyện khí cũng không sao, về sau con cứ luyện kiếm. Thanh kiếm này rất tốt, ít nhất kỹ thuật rèn rất mạnh nên mới đủ để dịch huyền chống đỡ một thời gian dài như vậy, chẳng qua tài liệu không đủ cao cấp, không so được với thanh kiếm trên tay Chu Vân. Từ trình ngọc đứng dưới đài động tay một cái, lấy ra kiếm của bản thân, ném lên cho dịch huyền, dịch sư đệ, dùng tạm kiếm của ta đi. Dịch huyền nghiêng đầu, ánh mắt đầu tiên không phải nhìn từ trình ngọc, cũng không phải tân thẩm chi mà là Diệp Tố đang đứng bên cạnh, tay phải gắt gao nắm chặt thanh đoạn kiếm. Tiếp tục đấu, Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt dịch huyền nói. Dịch huyền lúc này mới chậm rãi duỗi tay nắm lấy kiếm của từ trình ngọc, khi vừa mới cầm thì một cỗ kiếm ý xa lạ liền đâm vào lòng bàn tay hắn, hơi đau. Hắn thu lại đoạn kiếm vào túi cản khôn, một lần nữa đối đầu Chu Vân kiếm ý nghiêm nghị. Chu Vân hiển nhiên đối với việc vừa rồi chém đứt kiếm của đối phương đã sinh ra khúc mắc, ra chiêu chậm lại, hoàn toàn dựa vào bản năng ngăn cản kiếm chiêu của Dịch Huyền. Trong nháy mắt hai người sượt qua nhau, Dịch Huyền thấp giọng nói, ta không cần tỉ nương tay. Chu Vân A, à, một tiếng, ta có nương tay với đệ đâu. Nàng giật mình tỉnh táo lại, nếu để tân trưởng lão ở phía dưới phát hiện ra, đến lúc đó nhất định sẽ bị mắng khắp ngô kiếm phái đều biết. Tân trưởng lão nổi tiếng không ngán một cái gì, chuyện gì ông cũng dám làm. Chu Vân hoàn hồn, kiếm khởi phá phong như du long uốn lượn, hướng thẳng về phía dịch huyền. Cổ hay dịch huyền hơi chuyển, cánh tay dơ ngang đưa thân kiếm che trước cổ họng của mình, chống lại mũi kiếm của nàng đồng thời không ngừng lui về sau. Chu Vân nắm chặt kiếm, cả người bay lên không trung, lần thứ hai dùng sức mũi kiếm lại một lần nữa bị thân kiếm trong tay Dịch Huyền chặn lại chẳng qua hai thanh kiếm đều là kiếm tốt nên liền giằng co trong chốc lát lúc này Dịch Huyền bỗng nhiên thu hồi kiếm để cả người bại lộ dưới mũi kiếm của Chu Vân Chu Vân bị dọa nhảy dựng vội vàng thu kiếm lại thế nhưng không ngờ Dịch Huyền đột nhiên làm khó dễ một kiếm đâm tới chỉ thẳng vào ngực nàng người ta đây là luận bàn Chu Vân bực bội nói, vậy mà còn thử ta. Mã Tổng Thu từ dưới đài lập tức nhảy lên nói, đến lượt ta, đến lượt ta. Hắn luôn bại dưới tay sư huynh, hiện giờ kiếm của sư huynh đang nằm trong tay dịch huyền. Nếu có thể thắng được kiếm của sư huynh một lần thì hắn cũng mãn nguyện rồi. Chỉ là Mã Tổng Thu đã xem nhẹ tốc độ tiến bộ của dịch huyền, từ từ Trình Ngọc đến Chu Vân, kiếm chiêu của hai người đã giúp kiếm chiêu của hắn thuần thục nhanh chóng, đồng thời hắn cũng không ngừng thích ứng với kiếm của từ trình ngọc ưu thế của mã tổng thu đã không còn rõ ràng như hai người trước quả nhiên vòng đấu thứ ba mã tổng thu thế nhưng đánh đến gian nan không thua đến độ te tua như trước kia khi đối chiêu với đại sư huynh nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi dịch huyền không đánh nữa không đánh nữa người thiêm cơ môn sao đều toàn là biến thái thế này mã tổng thu cảm thấy mình bị đà kích không nhẹ một đám lớn lên dễ nhìn thì thôi đi, lại còn tu luyện tiến bộ thần tốc thế này thì ai mà chịu cho nổi? Dịch Huyền nhảy xuống đài, trả kiếm cho Từ Trình Ngọc, đa tả. Trên mặt hắn cũng không có sự vui sướng khi thắng được hai trận. Đại sư tỷ, Dịch Huyền lấy ra đoạn kiếm, kiếm này còn có thể sửa được không? Chữa trị đoạn kiếm là hạng mục mà bất kỳ luyện khí sư nào cũng phải học. Diệp Tố đương nhiên là có thể sửa. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng thì liền nhận được truyền âm mật nhĩ. Người phải nói sửa không được. Đệ tử ngô kiếm phái sau khi đến được kim đan kỳ đều có thể đến kiếm chủng để chọn cho bản thân một thanh kiếm. Không cần nghĩ cũng biết, người ở đây có thể truyền âm mật nghĩ cũng chỉ có một mình tân thẩm chi. Có thể sửa. Diệp Tố vừa nói xuất khẩu liền bị tân thẩm chi chừng mắt một cái. Nàng cũng không quá để tâm, nhưng nó không quá thích hợp với đệ. Dịch Huyền cúi đầu nhìn hai đoạn kiếm gãy trong tay, trên chuôi kiếm còn có khắc hai chữ thuận toại, thuận lợi toại nguyện, đây chính điều mà trưởng môn sư phụ mong ước cho hắn. Dịch sư đệ, kiếm chủng Ngô kiếm phái không bao lâu nữa sẽ mở ra. Từ Trình Ngọc cũng thu được truyền âm mật nhĩ của Tân trưởng lão nên tiến đến khuyên bảo, đệ cũng là đệ tử Ngô kiếm phái, đến lúc đó cũng sẽ có thể tiến vào để chọn một thanh kiếm tốt. Tân Thẩm Chi vừa lòng nhìn thoáng qua từ Trình Ngọc. Lần sau tấu nó sẽ xuống tay nhẹ một chút. Diệp Tố cầm lấy hai đoạn kiếm gãy trong tay Dịch Huyền. Ta sẽ giúp đệ sửa lại. Về sau giữ làm kỷ niệm. Chờ kiếm trùng mở ra đệ vào đó chọn một thanh kiếm đi. Kiếm trong kiếm trùng đều có tư lịch lâu đời, lại còn là kiếm được truyền xuống từ bao thế hệ tiền bối trước đó nên rất có linh tính. đệ tử chọn kiếm nhưng cũng phải được kiếm nhận chủ mới được đại sư phụ đã luyện chế một thanh kiếm cho con bây giờ nhị sư phụ tặng một thanh kiếm nữa không còn gì hợp lý hơn tân thẩm chi đứng bên cạnh nói ngươi một câu ta một câu rốt cuộc dịch huyền cũng đồng ý vào kiếm chủng chọn kiếm kiếm chủng mở ra là một chuyện lớn bất quá không phải năm nào ngô kiếm phái cũng có nhiều đệ tử đạt đến kim đan kỳ năm nay ngoài dịch huyền là một tịnh tông đệ tử thì cũng chỉ có vài đệ tử của các phong khác đến đây có hai vị trưởng lão của hai phong cũng đến ngoài ra còn có một ít nội môn đệ tử đến xem náo nhiệt mọi người tụ tập trên một đỉnh núi phía dưới mây mù lượn lờ không thấy rõ được bất cứ thứ gì sau khi đi vào con cứ chọn thanh kiếm mà mình thấy thuận mắt nhất sau khi chọn xong thì đừng xen vào bất kỳ chuyện gì khác cứ đi thẳng về phía trước tân thẩm chi so với dịch huyền còn khẩn trương hơn không ngừng dặn dò hắn trên đường đi sẽ có vải thanh kiếm chứa sát khí khiến cho người lâm vào trạng thái cuồng giết chóc nhưng chỉ cần đạo tâm kiên định thì sẽ không sao nên con cũng không cần lo lắng tân trường lão một trường lão khác thấy ông như vậy cũng thật cạn lời việc trong kiếm chủng không được nhắc nhở quá nhiều tân thẩm chi này ngày thường bừa bãi muốn chết vậy mà giờ thu được một đồ đệ thì lại còn thêm tật lải nha lải nhải không nói thì không nói hư tân thẩm chi bắt chéo hai tay sau người bộ dáng lão tử không thèm nói sau đó lại lặng lẽ bồi thêm một câu với dịch huyền nếu thật sự không biết chọn thì con cứ lấy thanh nào có thể rút lên được ấy tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ đứng bên rìa vách núi trước mặt có một khối đá tròn trên bề mặt được khắc rậm rạp các loại ký hiệu nhìn không hiểu được gió thổi tà đạo bào ông tung bay phấp phới chu kỳ rút ra mạc vấn kiếm chỉ thẳng lên trời cao kiếm ý cuồn cuộn tay trái ông lập một pháp quyết, tay phải cắm mạc vấn kiếm vào chính giữa của khối đá tròn. Dưới vực núi truyền ra âm thanh ầm vang, giống như có cái gì đó được mở ra, mây mù cũng tan đi không ít. Chu Kỳ xoay người lại nói, kiếm trùng đã mở, các ngươi có thời gian 5 ngày để chọn một thanh kiếm thuộc về chính mình. Khi hết thời gian, bất luận có chọn được kiếm hay không thì khi tiếng chuông vang lên các ngươi nhất định phải nhanh chóng rời khỏi kiếm đạo ra đây ánh mắt mọi người không hẹn đều cùng nhìn về phía chuông đồng cổ xưa bên cạnh phiến đá tròn đi thôi chu kỳ nói nguyện chư vị đệ tử có thể tìm được mệnh trung chi kiếm dịch huyền quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy đệ tử thiên cơ môn sau đó liền đi theo các đệ tử ngô kiếm phái khác từng người nhảy vào trong mây biến mất không thấy chúng ta hai năm trước cũng đã vào kiếm chủng chu vân kể chuyện cho nhóm diệp tố lữ cửu nghe Mã Sư Huynh đến thời điểm cuối cùng nhất mới tìm được kiếm của bản thân, thiếu chút nữa gấp phát khóc. Này, này, đừng có nói bậy, Huynh chỉ là không muốn chờ một năm nữa thôi. Mã Tổng Thu nghe được lập tức phản bác. Diệp Tố cười cười nghe bọn họ cãi nhau. Nàng lơ đãng quay đầu nhìn lại thì thấy tiểu sư đệ không biết từ khi nào đã đi tới bên vách núi, một chân đã trượt xuống biển mây. Du phục thời, Diệp Tố nhanh chóng chạy qua, duỗi tay nắm chặt tay hắn kéo lên, nhưng không ngờ lại bị một cổ lực thật lớn hút xuống cùng. Hai người cứ như vậy biến mất trước mắt mọi người. Mọi người trên vách núi xôn xao cả lên, ba người Minh Lưu Sa theo bản năng muốn tiến lên xem xét nhưng bị Từ Trình Ngọc cản lại. Các ngươi chạy tới cũng sẽ bị hút xuống đó. Từ Trình Ngọc quay đầu nhìn vách núi, bọn họ chỉ là vào kiếm trùng, năm ngày sau hẳn là sẽ cùng ra tới cùng những người khác thôi. Tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ lắc lắc đầu, những người còn lại đứng cách xa một chút, lần sau kiếm chủng mở ra ta sẽ dựng kết giới xung quanh. Dù phục thời kéo Diệp Tố cùng nhau rơi vào biển mây, không bao lâu sau hai người liền rơi xuống đất tiến vào trong kiếm chủng, hai bên là đồi đất cắm đủ loại kiếm với đủ loại kiểu dáng khác nhau, ở giữa là một con đường dài thẳng tắp. Diệp Tố rũ mắt nhìn dấu chân trên đường, hiển nhiên là nhóm dịch huyền đã đi về phía trước rồi vì sao lại đột nhiên muốn xuống vực? Nàng quay đầu buông tay du phục thời hỏi. Tìm đồ vật, du phục thời vừa nhìn quanh quất bốn phía vừa trả lời. Diệp Tố đứng ở tại chỗ, trong kiếm chủng chỉ có kiếm, để biết dùng kiếm sao? Không biết, du phục thời dương mắt nhìn nàng, Diệp Tố, người cũng tìm giúp ta đi. Diệp Tố, nàng chỉ hy vọng sau khi ra ngoài tông chủ ngô kiếm phái đừng quá tức giận hai người ngoại tông lại chạy đến trung tâm kiếm chủng của môn phái bọn họ cho dù là ai trong lòng nhất định cũng sẽ giận dữ không thôi thế mà du phục thời lại không ngượng ngùng chút nào vừa đi vừa bắt đầu rút kiếm ở hai bên đường mỗi thanh đều bị hắn rút lên đánh giá một vòng đầu diệp tố đều phình to rồi mặc dù nàng không phải kiếm tu nhưng cũng biết kiếm tu bình thường ở trong kiếm chủng không có khả năng thanh kiếm nào cũng rút lên được Du Phục thời quả thực rút từng thanh kiếm lên dễ như trở bàn tay, sau đó lại nhẹ nhàng cắm xuống lại. "Đệ xem thì cứ xem nhưng mà đừng rút nữa." Diệp Tố ngăn tiểu sư đệ lại nói, "Đây là kiếm chủng của tông môn khác." Du Phục thời miễn cưỡng cắm lại thanh kiếm đang cầm trong tay, sau đó thật sự thành thật chỉ đứng một bên xem. "Đại sư tỷ." Dịch Huyền nghe thấy phía sau có thanh âm nên xoay người trở lại xem thử không nghĩ tới gặp được Diệp Tố cùng du phục thời, sắc mặt tức khắc liền phức tạp, hai người sao lại xuống đây. Ngoài ý muốn mà thôi, Diệp Tố kéo du phục thời lại đẩy hắn đi về phía trước, vừa đi vừa nói với dịch huyền, để đi chọn kiếm đi, đừng để phí thời gian. Trong năm ngày phải chọn ra được thanh kiếm phù hợp với chính mình trong số nhiều kiếm thế này xác thật không phải là một việc dễ. Đây cũng là lý do mấy đệ tử đằng trước không ai muốn quay lại đây xem xét như dịch huyền dịch huyền nhìn du phục thời rất muốn hỏi hắn là cái đuôi của đại sư tỷ sao suốt ngày bám dính bên người diệp tố nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì chỉ tiếp tục đi về phía trước chọn kiếm hình dạng của kiếm ở nơi này trăm ngàn sắc thái ban đầu lực chú ý của diệp tố còn đặt trên người du phục thời nhưng sau đó liền bị vô số thanh kiếm xung quanh thu hút nàng không ngừng quan sát phân tích xem kiếm này dùng tài liệu gì đúc thành hoa văn trên thân kiếm khắc lên như thế nào Quá nhiều kiếm, tuy là Diệp Tố có trí nhớ rất tốt nhưng cũng đều nhớ không hết. Bọn họ chậm rãi đi về phía trước, vẫn còn chưa đến điểm cuối thì đã có đệ tử tìm được kiếm thích hợp với bản thân, tiến lên rút kiếm ra. Cũng có đệ tử nhìn trúng một thanh kiếm nào đó nhưng không cách nào rút ra được, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Tầm mắt Dịch Huyền xẹt qua hai bên đường nhưng vẫn chưa tìm được thanh kiếm nào bản thân cảm thấy vừa ý. Khi đi được nửa đường, quả nhiên có một cổ sát khí như biển máu đầy trời trong nháy mắt ập đến khiến cho mọi người trên thông đạo hít thở không thông. Nốt ruồi giữa mày dịch huyền trở nên đỏ rực cực độ, hắn lảo đảo vài bước, đi về phía đồi kiếm bên phải, đồng thời từ hướng đó cũng có một thanh kiếm tự mình rút lên khỏi mặt đất, bay về phía hắn. Trong nháy mắt dịch huyền giơ tay lên muốn tiếp lấy thì đột nhiên giữa đường có một bàn tay trắng nõn thon dài vươn ra, chặn thanh kiếm này lại. Của ta, Du phục thời nắm thanh kiếm nói. Chương 72 Trọng minh đao. Huyết sát lễ khí không biết khi nào đã tan biết không tăm hơi. Mọi người trên thông đạo lần lượt đứng thẳng dậy. Du phục thời cánh tay đưa ngang nắm lấy thanh kiếm vừa chủ động bay ra. Thanh kiếm này toàn thân như được làm từ một khối cổ bạc. Chuôi kiếm lại là hồng ngọc. Trên thân kiếm các loại hoa văn phức tạp được khắc đến tinh mịn. Hai bên mặt kiếm đều có lỗ hồng trông như là một thanh cổ kiếm đã trải qua vô số trận chiến, chứng kiến thế sự xoay vần. Chỗ quỷ dị chính là những lỗ hồng trên thân kiếm lại có màu đỏ, nhìn lâu thậm chí còn mơ hồ thấy màu đỏ như đang lưu động. Ngươi làm gì? Dịch huyền thần sắc lạnh băng nhìn về phía du phục thời. Du phục thời nắm kiếm, một lần nữa lặp lại, của ta. Hẳn là do động tĩnh của bọn họ quá lớn, có vài đệ tử vốn đã đi qua đoạn giữa của thông đạo lúc này cũng quay đầu lại cảnh cáo nói, trong kiếm chủng nghiêm cấm tranh đoạt đánh nhau. Diệp tố bên này lại đang thất thần, nàng nhỡ rõ thanh kiếm ẩn ẩn có huyết quang di động này trong nguyên tắc chính là kiếm mà sau này dịch huyền sẽ dùng. Khắp huyết kiếm, mỗi khi giết một người, thân kiếm sẽ tự động thấm ra một giọt máu, thế nên mới tên là khắp huyết. Cả thanh kiếm được đúc thành từ một khối huyết ngọc hoàn chỉnh, tục truyền đã từng uống no máu của mấy vị thần ma, có được lực lượng ngập trời, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Thanh kiếm càng mạnh sẽ dễ làm người cầm kiếm lạc mất tâm trí. Tầng cổ bạc bao lấy thân kiếm chính là vì áp chế huyết sát lệ khí của nó. Trong nguyên tắc khi dịch huyền có được thanh kiếm này, tầng cổ bạc trên kiếm cũng đã bị vỡ. Sau khi hắn xóa được hết tầng cổ bạc thì liền dựa vào khắp huyết kiếm mà đánh bại từng đại năng một của các đại tông môn nhưng cũng từ đó hoàn toàn nhập ma. Diệp tố nhíu mày, nguyên tác không có nhắc tới Diệp Huyền có được thanh kiếm này từ đâu, hiện giờ xem ra hắn đã lấy được khi vào kiếm chủng. Thông đạo nhất thời yên tĩnh dị thường, dịch huyền nghiêng đầu nhìn về phía Diệp tố, trước sau không nói lời nào. Diệp tố hoàn hồn, đối diện với ánh mắt của dịch huyền, hắn đang đợi nàng lên tiếng. Đưa kiếm cho tỷ. Diệp Tố tiến lên cầm lấy thanh kiếm từ trong tay du phục thời. Khoảnh khắc vừa mới chạm vào nàng liền cảm nhận được sát ý ngập trời từ chuôi kiếm truyền đến linh phủ của nàng. Thậm chí thức hải cũng bị chấn động. Nàng dừng một chút, chuyển ngược cổ sát khí bạo ngược vô cớ dâng lên trong thức hải truyền sang thanh kiếm trong tay. Ngay lập tức huyết khí chỗ lỗ hồng trên thân kiếm ngừng chuyển động. Hai tay Diệp Tố nắm lấy chuôi kiếm, cắm nó xuống một bên đồi của kiếm chủng chọn kiếm trong kiếm chủng phải là từ hai phía người lẫn kiếm, hai đứa thay phiên rút nó lên đi. Sát khí của kiếm này quá nặng, rất không thích hợp với Dịch Huyền, Diệp Tố cũng không muốn hắn đi con đường cũ trong nguyên tác, nhưng lúc này hiển nhiên là Dịch Huyền đang muốn thanh kiếm này. Nàng chỉ có thể đánh cuộc, đánh cuộc du phục thời không bình thường. Người này, hoặc nói là yêu nghiệt này, chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, có lẽ hắn sẽ có thể mang đến một bước ngoặt nào đó. Dịch huyền tiến lên trước, hắn đi đến trước thanh kiếm, vươn ra một bàn tay, nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức rút kiếm lên. Thân kiếm không di chuyển mảy may dù chỉ là một chút. Dịch huyền sừng sốt, hắn không rút lên được. Hà, một đệ tử đã chọn được kiếm đi từ phía sau tới, kỳ quái nói, trong kiếm chủng nếu không rút kiếm lên được thì chứng tỏ kiếm không muốn chọn người đó. Nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng thanh kiếm nổi tiếng chuyên nhiễu loạn tâm trí đệ tử này nếu không phải có người một tay chặn ngang thì đã bay thẳng về phía dịch huyền rồi. Dịch huyền hoảng hốt, hai mày dần dần trao lại, hắn nắm chặt chuôi kiếm, cảm giác nhất định phải là thanh kiếm này dâng lên trước đó lúc này lại hoàn toàn biến mất. Dù phục thời vốn dĩ bị diệp tố lấy kiếm đi đã không vui, lúc này liền đi tới lấy vạt áo nàng lau lau chuôi kiếm. Diệp tố đại sư tỷ bắt đầu suy nghĩ có phải nên chuẩn bị một cái khăn tay cho tiểu sư đệ hay không. Ngay sau đó, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh, du phục thời cực kỳ nhẹ nhàng rút thanh kiếm lên, phảng phất như là kiếm được cắm trong bùn xốp mềm vậy. Diệp tố nhướng mày, tiểu sư đệ quả nhiên không bình thường. Nàng ở gần hai người bọn họ hơn đệ tử ngô kiếm phái vừa nãy, nhìn thấy cũng chi tiết hơn, ban đầu thanh khắp huyết kiếm này rõ ràng là bay về hướng dịch huyền thì ra là do ta hoa mất rồi, ngươi mới là người mà thanh kiếm này lựa chọn đệ tử xem náo nhiệt đó vò vò đầu nói với du phục thời dịch huyền trầm mặc một lát cảm xúc phức tạp hắn vốn cho rằng du phục thời thấy cái gì của mình cũng muốn đoạt nhưng thật ra chủ nhân mà thanh kiếm này nhìn chúng vốn không phải là hắn diệp tố ngầm thở một hơi nhẹ nhõm đi đến bên cạnh dịch huyền đằng trước vẫn còn có rất nhiều kiếm dịch sư đệ không chọn được thanh kiếm này cũng không sao." Đệ tử kia an ủi nói, càng đi về cuối thông đạo càng có nhiều kiếm lợi hại, đặc biệt là đồi kiếm ở cuối kiếm chủng, xung quanh đều là kiếm tốt, nếu đệ có thể rút lên được một thanh kiếm khác ở khu đó thì còn tốt hơn thanh này nhiều, hơn nữa kiếm của Tân trưởng lão cũng là rút được ở đó đấy. <laughs> "Đi thôi." Diệp Tố nói. Dịch Huyền gật đầu, đi về phía trước. Đi được một đoạn thì Diệp Tố không nhịn được nữa quay đầu nhìn Du Phục thời hỏi: "Đệ đang làm gì đó?" Từ sau khi khắp huyết kiếm được sư đệ rút lên, hắn vừa không cầm kiếm lên đàng hoàng, cũng không đề cập đến kiếm thế nào, chỉ là nắm chuôi kiếm một đường kéo nó lê lết trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, mỗi chỗ mũi kiếm sượt qua đều lưu lại dấu vết thật sâu. Ánh mắt Diệp Tố dừng trên thân kiếm, lúc này vậy mà lại nhìn thấy thân kiếm thấm ra vài giọt huyết không phải nói lúc giết người mới khắp huyết, thấm huyết, sao? Nhìn thanh kiếm lúc này không hiểu sao có cảm giác nó đang rơi lệ. Nhìn tới nhìn lui cũng không phải là kiếm tốt lành gì, đại sư tỷ cũng không quá coi trọng một thanh kiếm sẽ dẫn người nhập ma. Nàng chỉ chỉ vào khắp huyết kiếm đang bị kéo lê trên mặt rất, thu nó lại đi, ổn. Dù phục thời miễn cưỡng nghe lời phàm nhân này nói, nhấc thanh kiếm lên, do dự một lát, cuối cùng vẫn là bỏ vào túi càn khôn của mình, còn nhỏ giọng nói một câu, kiếm nát. Chờ Diệp Tố quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước thì Dịch Huyền đã đi cách một quãng xa, cũng nhìn chúng một thanh kiếm. Thanh kiếm này toàn thân xinh đẹp, phiếm màu xanh nhạt, thân kiếm lưu sướng, nhìn vào là biết một thanh kiếm tốt, ngay cả Diệp Tố đi từ sau tới cũng nhịn không được mà nhìn xem chằm chằm. Dịch Huyền duỗi tay nắm lấy chuôi kiếm, ngay sau đó thân kiếm liền đong đưa phát ra thanh âm ong ong không những không cho hắn rút ra mà còn càng lúc càng rút xuống sâu dưới đất hơn cả thanh kiếm đều lộ ra một hơi thở cự tuyệt hắn một lần nữa sừng sốt không nghĩ tới lại một lần nữa bị kiếm trong kiếm chủng cự tuyệt nhưng mà càng làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là tiếp sau đó vô luận dịch huyền nhìn chúng thanh kiếm nào thì cũng đều bị kiếm cự tuyệt một thanh hai thanh ba thanh càng lúc càng nhiều kiếm cự tuyệt nhận chủ, dịch huyền về sau cũng không chọn lựa gì nữa, chỉ tùy tay rút đại một thanh kiếm nhưng vẫn như cũ bị từ chối. Đây là, kiếm trong kiếm chủng đều có linh, có thể là do nguyên nhân nào đó khiến cho chúng không cách nào nhận chủ, nếu không chờ sau khi rời khỏi đây, để có thể hỏi thử tông chủ xem sao. Vị đệ tử ở phía sau lúc này đã đuổi kịp nói, có lẽ kiếm chủng đã xảy ra vấn đề gì đó. Hắn vừa dứt lời thì phía trước cách đó không xa có một đệ tử của phong khác rốt cuộc đã chọn được kiếm cho mình, duỗi tay rút kiếm lên. Đệ tử vừa nói chuyện. Mấy thanh kiếm đó không xứng với đệ. Ánh mắt Diệp Tố đảo qua vô số kiếm hai bên kiếm trùng nói. Dịch Huyền vốn dĩ đang sa sút tinh thần chợt dương mắt nhìn Diệp Tố, hai bàn tay rũ bên người gắt gao nắm lại, sau đó lại lặng yên buông ra, "Đại sư tỷ, không cần an ủi ta." diệp tố cũng không phải đang an ủi dịch huyền nàng suy nghĩ một chút liền hiểu được mấy thanh kiếm này vì sao lại cự tuyệt ngũ sư đệ bởi vì huyết mạch nửa ma trên người dịch huyền những thanh kiếm đó quanh thân đều là chính khí cự tuyệt một người có nửa ma huyết mạch cũng là bình thường là vì như thế diệp tố mới nói mấy thanh kiếm đó không xứng với dịch huyền kiếm trong kiếm chủng có linh lại sợ hãi chán ghét một người nửa ma huyết mạch thì chứng tỏ kiếm đó không đủ mạnh, không dám đồng hành với Dịch Huyền. Tiếp tục đi." Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt Dịch Huyền, nghiêm túc nói, phía trước vẫn còn đồi kiếm. Nếu kiếm ở đó cũng không nhận chủ thì sao?" Dịch Huyền thấp giọng hỏi. "Vậy thì có nghĩa là tất cả kiếm trong kiếm trùng này đều không xứng với đệ." Diệp Tố thản nhiên nói. Nghe thấy lời nàng nói, Dịch huyền chợt nở nụ cười, diện mạo của hắn vốn có ba phần diễm lệ, ngày thường do ít lời lạnh nhạt nên mới ẩn giấu đi một chút. Lúc này hắn vừa cười thì như hải đường nộ phóng, xuân về hoa khai, khiến tất cả mọi người đều thất thần. Diệp tố, dù phục thời đứng bên cạnh đánh gãy trạng thái xuất thần của người nào đó, ta đói bụng. Diệp tố, tích cốc đan hay là linh thạch? Muốn cả hai. Dù phục thời giờ bàn tay sạch sẽ đến trước mặt nàng. Đại sư tỷ lấy ra tích cốc đan cùng với linh thạch từ túi cản khôn, đệ ngoan ngoãn chút đi. Đồng môn hơn 10 năm đây là lần đầu tiên nàng thấy dịch huyền cười thật tình như thế. Diệp Tố có cảm giác vui mừng giống như hải tử nhà mình rốt cuộc cũng đi theo đường chính đạo rồi. Đoàn người tiếp tục đi về phía cuối kiếm chủng. Đến lúc này tất cả đệ tử đều đã tìm được kiếm thuộc về chính mình. Chỉ còn lại một mình dịch huyền bọn họ đi đến trước đồi kiếm cuối cùng ngửa đầu lên thấy trên đỉnh đồi có một khối đá rất lớn được tạc thành hình một chiếc ghế bành chung quanh đó cắm đầy kiếm mỗi một thanh kiếm đều mang kiếm khí sắc bén tựa hồ nhìn lâu một chút đều có thể bị kiếm đà thương hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất vẫn là thanh đao cắm giữa ghế đá không có vỏ đao thân đao đen nhánh được khắc đầy hoa văn như mai rùa khiến đao trông không quá bén nhọn ngược lại tràn ngập cảm giác dày nặng dịch huyền từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thanh đao này thì không cách nào có thể rời mắt được nữa hắn nhìn chằm chằm thanh đao trên đỉnh đồi thậm chí không dám tiến lên thanh đao này tên là trọng minh đao hình như đã rất lâu rồi vẫn chưa có người có thể rút lên được đệ tử của một phong khác giải thích sư phụ ta nói trọng minh là thanh đao duy nhất có thể so được với thất tuyệt kiếm của côn luân phái đáng tiếc không có mấy người có thể rút lên được lên đó thử đi Diệp Tố tiến lên bên cạnh Dịch Huyền, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Dịch Huyền nghiêng đầu nhìn Diệp Tố một cái thật sâu, sau đó từng bước một bước lên đồi kiếm, đừng thẳng trước mặt thanh đao đó. Càng đến gần càng có thể cảm nhận được lực lượng vô thượng của thanh đao này, dày nặng cuồn cuộn, chỉ cần là người có định lực hơi yếu một chút nhất định sẽ áp chế muốn quỳ xuống. Dịch Huyền nhìn thanh đao thật lâu, rốt cuộc giơ tay nắm lấy chuôi đao, trong nháy mắt đó một cổ hơi thở khổng lồ đánh úp vào linh phủ của hắn. Không có phản kháng, không có cự tuyệt, dịch huyền tùy ý để cổ hơi thở này tràn ngập linh phủ vì hắn cảm nhận được hơi thở này không mang ác ý. Đào ý ngược lại mỗi lúc trở nên bao dung hơn, thậm chí mang đến một tia ấm áp. Dịch huyền nhắm mắt lại, đôi tay nắm lấy chuôi đao, thoáng dùng sức, thanh đao chưa bao giờ được rút lên này, rốt cuộc đã rời khỏi ghế đá, gặp lại nhân gian khoảng khắc trọng minh đao bị rút lên, toàn bộ kiếm chủng đều vì thế mà chấn động, thậm chí vô vàn kiếm bắt đầu lay động lên. Nhóm người đứng bên vách núi chờ đợi cũng phát hiện có điểm dị thường. Sao lại thế này? Kiếm chủng xảy ra vấn đề gì sao? Tông chủ ngô kiếm phái rỗi tay xoa khối đá tròn bên vách núi, khép mắt, một lát sau nói, trọng minh đao hiện thế. Ai có bản lĩnh như vậy, có thể rút lên được trọng minh đao? lão tử năm đó cũng không rút được tân thẩm chi nhìn nhìn xuống dưới thăm dò nếu diệp tố cùng tiểu sư đệ kia của nàng không đi xuống thì ông dám chắc trăm phần trăm là đồ đệ nhà mình nhưng có hai người đó ở dưới đó nên ông khá do dự tân thẩm chi ông im miệng đi một trưởng lão ở bên cạnh bất mãn nói yêu ma dị động trọng minh hiện thế đây không phải là một chuyện tốt yêu ma là một chuyện nhưng người có thể rút ra trọng minh đao nhất định sẽ không tệ Tân thẩm chi không tự giác giãn gân giãn cốt, chiến ý trong mắt phừng phừng hiện lên. Dưới kiếm trùng. Sau khi dịch huyền rút đao lên, mở mắt xoay người. Đao này, vậy mà lại là đoạn đao. Những đệ tử khác khẩn trương nhìn một màn này từ đầu đến cuối, đến khi thấy được thanh đao trong tay dịch huyền thì không khỏi tinh ngạc mà hô lên. Dịch huyền cúi đầu nhìn trọng minh đao trong tay, quả nhiên chỉ dài khoảng 2 phần 3 thanh đao bình thường, không có mũi đao chỉ có một đường ngang như là vết gãy hắn chậm rãi đi xuống đồi kiếm đến trước mặt diệp tố đại sư tỷ đây là kiếm của đệ